Nó thành đâu? Những kiến thức này thì không là giúp anh chị làm gia nhập cái DC Group. Cái này chị chỉ cần đi vào DC Group không mất 1.000 nào cả. Đây anh em hổ đây, đấn luôn nhỉ? Số là anh chị để cho chúng tôi tư vấn rồi là chúng tôi hướng dẫn rồi chúng tôi quản lý kênh cho anh chị, không mất cái gì cả. Bên đây group là công ty mẹ của Trang Nga Đáng đấy, nên nói thế là anh chị hiểu rồi. Anh áp bài em đúng quan tội lỗi đi, em biết phải không? Anh cũng biết bài đấy. Gam DM. Anh phải Gam DM Nam thứ. Biểu Nam thứ gì á? Gam DM. Gam đi. Mọi người chưa mua đấy anh đúng đấy. Buông tay nhỉ. Gam DM dưới. Đây. Anh tâm phép thì đi đi. Thôi là đi. Bếp này chị ơi, chị kêu em mà. Bếp này chị mới là
Nhưng mà biết này nhá, cái này đầu tiên là bật thôi, bật vào lát này. Cái này phải sáng à, sáng rồi nha. Cái này phải biết đấy nhá, thì hiện nay là biết mà là tốc nó chưa phát triển này. À đúng vậy, đang cái này không đọc bình luận luôn. Không thể có cái nào đọc được. Hiểu chưa? Đấy, nên là đi là đặt cái gì thế ạ? Là đi này mà. Đúng. Nhưng mà TikTok không chơi còn bị quá rồi đây. Chị ơi, quá là cái mới, gương mặt bây giờ chỉ là Phú Lê 1, Phú Lê 2, Phú Lê 3, Phú Lê 4, chỉ cần quá là từ Phú Lê thôi. Nó hiện ra đây nhá, đây nhá, đây nhá. Đấy, đưa đường cũng đi à? À. Ok anh em nhá. Đấy, sức khỏe rồi. Chào, tôi chào. Cứ tin ngay được, ý là mình cần như vậy. Thì nó lại tìm kiếm sẵn vào số, đây nhá. Đưa cho vào TikTok đây đúng không? Rồi, đây. Tìm kiếm sẵn đúng không? Sẵn này 13 hoặc là sẵn Brai nhá. BR này. Đấy. Đấy có chữ sẵn vào số này hiển luôn đấy. Sẵn Brai. Mới đầu tiên luôn. Mà có cả tên người dùng nhé, tên người dùng là rất nhiều cái này có sẵn Brai. Ví dụ ở đâu là sẵn Brai, sẵn Brai số 3. Ok anh Dương tiếp tục nhá. Brai sẵn. Đây sân mai đây. Sẵn Brai bịt này. Đấy đúng không? Nhưng lúc nào nó cũng phải là đưa tốt đặt cái đang live stream. Lưu lên YouTube nhá. Còn như lúc ấy mà anh chị đang live stream thì nó đề xuất lên đầu tiên của cái trang chủ. Đúng không? Đề xuất đầu tiên lên của trang chủ luôn bởi vì là cái nền tảng này bây giờ tất cả live stream nó là anh chỉ có ở đây YouTube này. Phải ấn gì? YouTube nhá, ví dụ như mình có là nhạc nhá. Ok, mình có là nhạc và chắc chắn là những cái gì đang live stream là sẽ được đầu tiên. Đây, trực tiếp rồi, đúng chưa? Đúng không? Đây, đang trực tiếp rồi, ha, của 1.000 người đang xem rồi. Trực tiếp rồi, 1.000 người đang xem rồi. Nhưng mà những cái video sau, ở những triệu view nhưng mà không được đề xuất bằng cái từ gọi trực tiếp. À, gì ạ? Thế khi mình đang trực tiếp thì lượng tiền tiếp tục này. Em ơi, hiểu kiếm này. Từng mũi nha, ổn định. Anh chị em nha. Đâu đây? Đây là chí, mình đừng nên có đọc vấn đề từ mạng của anh Sứ. Vừa có cuộc điện thoại ngoài tiền trừ lừa quá anh có chị đâu. Trước giờ bán hàng thì mình có like trên chỗ này cần tốt đúng không? Dạ vâng, có tìm kiếm nào thế anh? Ừ, được. Chứ bây giờ live stream mà xin tiền rồi bọn nó đi chủ cho. Xin một đại bàng đây con sư tử lại bị chủ đúng không? Tao hấp cơ thì cho nó trên thành nhá. Mình không cần được. Đấy nhá, về live stream ấy thế này. TikTok nó là nền tảng âm thanh gì đã nhá. TikTok ấy nó là nền tảng là làm cho biết đến vai của một thương hiệu. Ví dụ như là người ta biết là người ta có nhiều người đấy nhưng là Phú Lê thế thì